Xin cảm ơn anh rất là nhiều với một liên khúc rất tuyệt vời, những ca khúc rất là nổi tiếng viết về tình yêu. Cảm ơn anh thật là nhiều. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã được đón nhận những tình cảm rất là quý báu đến từ quan viên họ nhà gái rất là xa xôi về với mảnh đất Hà Tĩnh mình thương. Và sau đây xin được dành tặng cho quan viên họ nhà gái và đặc biệt là cô dâu Ngọc Ánh của chúng ta một sáng tác rất nổi tiếng viết về Hà Tĩnh, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy, ca khúc được mang tên Về Hà Tĩnh Người ơi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Có nơi mơ như miền quê ta, miền đất nắng gió, thương cha một đời gập ghềnh bờ đê, nắng trung hai vai mưa thấm mắt ca, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chàng trai. Có nơi mô như người nhi xuân, thương nhau quá chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sông La có cạn núi Hồng hết cây thì em vẫn nọ hết tình. Về Hà Tĩnh người ơi, về trong bao bao những ngày xa cách, về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt, em ngừng tay đón gió chiều sắp qua, gửi bông lúa trắng cho người đi xa. Về Hà Tĩnh người ơi, về cho em lo bữa cơm sớm phơi, ngọt mát chè xanh đầm nghĩa ân tình là vì quê. Có thể xin tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Có nơi mơ như miền quê ta, miền đất quanh năm bao mùa nắng gió, thương cha một đời gập ghềnh bờ đê, nắng trung hai vai xanh dưới trời chàng trai. Có nơi mơ như người nhi xuân, thương nhau quả ca cũng chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sông La có cạn núi Hồng hết cây thì em đây cùng nọ hết tình. Về Hà Tĩnh người ơi, về trong bao bao những ngày xa cách, về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt, em ngừng tay đón gió chiều sắp qua, gửi bông lúa trắng cho người đi xa. Về Hà Tĩnh người ơi, về cho em lo bữa cơm sớm tối, ngọt mát chè xanh đầm nghĩa ân tình là vì quê hỡi người. Về Hà Tĩnh người ơi, về trong bao bao những ngày xa cách, về trong xa xa cánh đồng mùa gặt, em ngừng tay đón gió chiều sắp qua, gửi bông lúa trắng cho người đi xa. Về Hà Tĩnh người ơi, về cho em lo bữa cơm sớm tới, ngọt mát chè xanh đầm nghĩa ân tình là vì quê. Về Hà Tĩnh người ơi, về Hà Tĩnh.
Cảm ơn những tràng vỗ tay quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Huân rất là vinh dự khi được đứng tại Đài Hôn ngày hôm nay với vai trò là người MC, một người dẫn chương trình. Và thưa quý vị, Bích Huân cũng là một người con của mảnh đất Hà Tĩnh mình thương. Và ngày hôm nay một lần nữa về với mảnh đất Hà Tĩnh được hát một sáng tác rất nổi tiếng về quê mình, ca khúc Hà Tĩnh mình thương. Và rất là cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị. Và Bích Huân cũng không phải là một người ca sĩ đâu, mà Bích Huân là một người giáo viên mầm non. Thì ngày hôm nay rất là vinh dự khi được về đây phục vụ tất cả quý vị. Và một lần nữa có thể xin quý vị dành cho Bích Huân với ca khúc vừa rồi một tràng tay lớn hơn được không ạ? Cảm ơn tình cảm của quý vị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời lên sân khấu một giọng ca đến từ quan viên họ nhà gái. Và không biết với sự xuất hiện này thì anh ấy sẽ dành tặng cho chúng ta ca khúc gì đây. Xin giới thiệu tiếng hát của Trọng Bằng đến từ quan viên họ nhà gái. Một tràng tay thật lớn để chào đón Trọng Bằng.